Tối ngày 11 tháng 8, Bộ Y tế cho biết cả nước có 3.964 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, có 4 ca nhập cảnh và 3.960 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 1.288, Bình Dương 961, Đồng Nai 551, Long An 448, Đồng Tháp 176, Cần Thơ 103, Bà Rịa Vũng Tàu 79, Khánh Hòa 61, Đà Nẵng 56, Bình Thuận 41, An Giang 39, Hà Nội 37, Phú Yên 33, Bình Phước 19, Ninh Thuận 19, Nghệ An 14, Thanh Hóa 13, Quảng Ngãi 5, Hải Dương 4, Quảng Nam 4, Hà Tĩnh 2, Nam Định 2, Bạc Liêu 2, Thừa Thiên Huế 1, Quảng Trị 1, Cà Mau 1, trong đó có 651 ca trong cộng đồng. Trong ngày 11 tháng 8 ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới. Tính đến chiều ngày 11 tháng 8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm, trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang,